tháng 8 này tại thế giới của âm chân kinh. Một trận chiến sắp bắt đầu, quân Nguyên tổng tiến công xâm chiếm Võ Lâm Trung Nguyên. Lúc bấy giờ, thế giới của âm đứng trước nguy cơ đại loạn. Từ Quang Minh Đỉnh xuất hiện một thế lực đầy bí ẩn. Võ Lâm gặp họa, giang hồ dậy sóng. Liệu đây là bạn hay thù? Là liên minh hay đối địch? Tất cả sẽ có tại máy chủ Trương Vô Kỵ, chính thức ra mắt vào 10 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Tải game ngay tại cuamcham.gosu.vn.